Không biết đủ sáng chưa nhỉ? Chào anh em nhé. Hôm nay thì mình đang có ở đây một chiếc máy, nó không phải là quá mới. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cũng sẽ đủ đấy. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi 9T. À, phương Bắc luôn nha. Trong này mời các bạn hãy cùng mình mở hộp chiếc máy này nhé. Đây là sẽ chiếc máy phiên bản quốc tế của chiếc Redmi K20. Và chiếc máy này của mình thì sẽ là chiếc máy Carbon Black. Ok, mở hộp thôi. Đây là toàn bộ những gì các bạn có trong hộp. Mình sẽ bỏ qua một số thứ rườm rà của việc mở hộp. Thì với cục sạc chúng ta sẽ là cục sạc nhanh 18W. Thì ở đây mình sẽ có dòng điện và điện áp tối đa là 12V 1,5A. Như vậy rất là đủ để sạc nhanh 18W rồi. Tiếp theo là một cọng cáp Type-C. Cáp lần này thì mình thấy rằng cũng khá là chắc chắn, nói chung là truyền thống của Xiaomi thôi. Tiếp tục ở đây thì các bạn sẽ có một cái ốp lưng. Và ốp lưng của chúng ta là ốp lưng làm bằng nhựa cứng. Với ốp lưng này khi mình sờ thì khá là mịn, đồng thời có một logo Xiaomi ở phía dưới này. Và đây là hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thì hai cuốn sách nói chung nó khá là vô dụng, nó không có cái gì cả. À, đây là thẻ bảo hành này, warranty card này. Ở đây là một que chọc sim, que chọc sim cũng quen thuộc rồi. À, như vậy là hết, các bạn sẽ không có tai nghe, không có thêm bất kỳ cái phụ kiện gì cả. Đây là chiếc Xiaomi Mi 9T của chúng ta. À, mình đã em nó quay trở lại với các bạn đây. Với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì các bạn sẽ có những cái thông số nó không khác gì chiếc K20 cả. Nói chung là phiên bản quốc tế của K20 thôi. Và phiên bản mình đang có ở đây sẽ là phiên bản chạy ROM Global luôn. Mình cho các bạn xem cái này nhá. Đây, các bạn thấy không? MIUI Global 10.3.10 phiên bản ổn định. Rất là yên tâm, máy chính hãng đúng không? Với phiên bản mình có ở đây được gọi là Carbon Black, tức là carbon đen thì phải. Phiên bản này thực sự là mình nhìn nó đẹp hơn hai phiên bản màu xanh và màu đỏ trước mình đã từng thấy ở trên chiếc K20. Không biết là các bạn thấy làm sao? Mình cũng không biết được rằng là về Việt Nam thì có hai cái màu kia không, nhưng mà mình có là đây là cái màu Carbon Black. Ở mặt sau này thì các bạn sẽ không có cảm biến vân tay, vì vậy trông máy khá là liền lạc. Cụm camera thì cũng được đưa ra giữa, vì vậy nó làm cho hai bên của máy nó cân đối hơn. Các bạn sẽ có một cái vòng tròn đỏ ở đây để nhấn mạnh vào đây là camera 48 megapixel. Và ở phía dưới này thì các bạn sẽ có hai camera nữa, một camera là 8 megapixel camera tele và còn lại sẽ là một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 13 megapixel. Và phía dưới máy các bạn có một logo Xiaomi luôn để thể hiện rằng đây là chiếc Xiaomi Mi 9T. Không nhiều bạn nhìn nhầm lại cứ tưởng là chiếc K20 thì nó cũng hơi buồn. Và về các cạnh của máy thì các bạn thấy rằng là ở cạnh trên của chúng ta vẫn được giữ lại jack cắm tai nghe 3.5. Đây là một cái điểm mình rất thích ở trên chiếc máy. Tuy nhiên thì mình chưa nhìn thấy cái cổng hồng ngoại của chiếc máy này đâu. Rất có thể đã bị rút gọn đi hoặc là nằm ở vị trí nào đó mà mình chưa biết. Đồng thời chiếc máy này có một cái rất hay. Đây mình cho các bạn xem luôn ở đầu video đi. Đây nhá, khi mà mình bật camera trước này, các bạn nhìn vào cái phần camera trồi lên của chúng ta. Đấy, các bạn thấy đèn đỏ không? Như vậy các bạn có luôn một cái đèn thông báo nằm ở đây thay vì chúng ta phải để đèn thông báo trong màn hình. Cách làm này rất là hay ở chỗ tận dụng luôn được cái camera pop up của chúng ta, và thứ hai là giúp cái màn hình trở nên toàn vẹn hơn, nó không bị bất kỳ một cái điểm khuyết nào cả. Và khi nói về màn hình của chiếc máy này thì Mi 9T sẽ là màn hình AMOLED và màn hình làm kích thước là 6,39 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Với cái màn hình AMOLED ở trên chiếc Mi 9T thì thực sự là màu sắc nó vẫn có phần hơi rực nhẹ một chút. Vì vậy là những cái bạn nào mà thích chỉnh ảnh thì các bạn sẽ cần lưu ý cái vấn đề này. Về mặt cấu hình thì với chiếc Mi 9T mình có ở đây sẽ là con chip Snapdragon 730, 6GB và 64GB bộ nhớ trong. Đồng thời là chiếc máy này sẽ chạy MIUI Global 10.3.10 như cho các bạn xem ở ngay đầu video luôn. Và về camera trước của chiếc máy này, cái thành phần khá là quan trọng tạo nên một cái màn hình view rất là đẹp. Thì camera này sẽ có độ phân giải là 20 megapixel. Với camera này thực sự thì mình nghĩ rằng rất là đủ để anh chị em có thể selfie mà không cần phải quá lo lắng về độ phân giải của nó. Thực sự thì đủ ảo rồi các bạn ạ. Và cuối cùng là về pin, thì pin ở trên Mi 9T sẽ là 4000 mAh, công nghệ sạc nhanh là 18W. Nói chung là không phải lo về vấn đề máy hết pin, sạc 18W nó khá là nhanh rồi. Viên pin 4000 thì mình nghĩ rằng cũng đủ cho các bạn trong một ngày sử dụng. Nói chung là với chiếc Xiaomi Mi 9T này thì Xiaomi đã tiến hành là bỏ chữ Redmi đi, sau đó là mang em nó về Việt Nam và thay bằng chữ logo Mi ở đây, sau đó thêm chữ 9T vào. Không có gì khác biệt quá nhiều cả, nhưng mình nghĩ rằng sẽ có khác biệt, đó chính là về mức giá. Vậy thì các bạn có mua chiếc Mi 9T này hay không? Hãy để ý kiến phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Cũng như là các bạn thấy video này hay thì nguyện một like, một sub cho kênh của VOS. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.